Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội có thông tin về vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nghi phạm trong vụ án là Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân trong vụ án là chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra xác định, ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Hào đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thùy Linh. Khoảng 17h30 phút ngày 16 tháng 2 mùng 7 Tết, Hào hẹn gặp chị Linh tại nhà số 1 hẻm 14 ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị Linh dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy cô gái đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị Linh đã chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C, ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàng, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12h30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung điều tra củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi động cơ mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước thông tin nghi phạm sát hại cô gái trong phòng trọ ở Hà Nội là Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, quê ở tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, người dân tổ dân phố Đồng 2 ở thị trấn Kép vô cùng bàng hoàng vì nghi phạm ở địa phương được đánh giá là lễ phép, không tụ tập, chơi bời. Hào là nghi phạm sát hại chị Lê Thị Thùy Linh, quê Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Về manh mối phá án, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết Hào bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đấu tranh buộc Hào phải khai ra hành vi giết người cướp tài sản thực hiện trước đó. Nạn nhân trong vụ án là cô gái 21 tuổi Lê Thị Thùy Linh. Theo một số người dân nơi đây, gia đình Hoàng Minh Hào có 2 anh em, Hào là em. Bố mẹ bị can là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nuôi các con học hành. Hiện bố của Hào làm thợ xây, còn mẹ làm công nhân may. Bà Lê Tê Tê, tổ dân phố Đồng 2 ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là người thân của Hào bàng hoàng khi nghe tin dữ về sự việc. Bởi ở nhà, Hào được đánh giá là nghe lời bố mẹ, anh chị trong xóm làng. Bố mẹ thì chịu thương, chịu khó làm ăn tại địa phương. Trước đó, tôi có đọc được thông tin trên báo đài về sự việc đau lòng của một nữ sinh bị sát hại, nhưng tôi không ngờ gây ra sự việc lại là người cháu trong gia đình mình. Rất chua xót, bà Tê nói. Bà nội Hào cũng đau xót. Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin dữ. Không ai nói với tôi cả nên tôi không biết. Tôi không biết sống sao, đau lòng quá. Ông Vũ Xuân Mạnh, bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng 2 cho biết gia đình Hào chịu thương chịu khó. Bố Hào làm thợ xây ở thị trấn. Ai có việc cần xây dựng gọi là có mặt. Mẹ Hào làm thợ may tại khu công nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Còn anh trai đang theo học tại Hà Nội và đang thực tập để chuẩn bị ra trường. Nhận được tin trên, ai trong tổ dân phố Đồng 2 đều bàng hoàng vì ở nhà Hào rất lễ phép, không tụ tập chơi bời bao giờ, theo ông Mạnh. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể cô gái xấu số về quê nhà để làm tang lễ. Ông Trần Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô gái mất cách đây gần 4 năm, người bố thường hay đau ốm, không đủ sức gánh vác cả gia đình, nên nhiều năm nay Linh lên Hà Nội đi làm để giúp bố nuôi hai em ăn học. Gia đình cháu đã đưa thi thể về làm thủ tục hỏa táng, ông Anh nói và cho biết chính quyền sở tại đã tới động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân. Bà Oanh, cô ruột Lê Thị Thùy Linh kể, cháu gái làm quản lý phòng trọ cho thuê. Sau khi mẹ mất, Linh xin nghỉ việc ra Hà Nội đi làm. Cô gái quyết định chưa có bạn trai, chỉ tập trung vào làm quản lý nhà trọ. Công việc mang lại cho cô thu nhập cùng mong ước xây được căn nhà mới cho bố và hai em. Vậy mà nhà chưa xây được, gia đình cháu cũng mới vui vầy ăn Tết được mấy ngày thì xảy ra chuyện, bà Oanh đau xót. Liên quan vụ cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mất tích từ mùng 7 Tết và được phát hiện tử vong, tối 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị Linh là HMH, 20 tuổi, quê quán Bắc Giang. Có mặt tại khu vực phát hiện thi thể của nạn nhân, theo quan sát, đây là một căn chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngôi nhà 7 tầng, chừng 100 m² mới được xây dựng và đưa vào sử dụng làm căn hộ cho thuê, gọi là chung cư mini. Thân con gái lại ít tuổi đứng ra quản lý cho thuê nhà nên có thể thủ phạm thấy vậy ra tay nhằm mục đích cướp tài sản, một người dân cho hay. Phía trong tầng 1 chỉ còn vài chiếc xe máy của khách thuê, một người thuê trọ tại đây cho hay từ tối qua nhiều người thuê phòng đã chuyển đi, chỉ còn lại vài người cố nán lại, chắc cũng sớm chuyển đi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi thuê chỗ khác, người này nói. Theo hàng xóm cạnh căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm, trong đêm hôm qua, những người ở trọ cùng một số người dân xung quanh do sợ hãi đã xách túi rời đi. Hầu như trong căn nhà không còn người, có một số người hôm qua mới lên. Khi đến bàng hoàng nhận được thông tin, liền quay xe. Vẫn chưa hết bàng hoàng hoang mang, ông Trần Viết Hổ, 61 tuổi, sống gần căn chung cư mini cho biết khoảng 4 giờ chiều hôm qua, khi thấy lực lượng công an có mặt tại hiện trường, ông cùng mọi người mới biết là có án mạng. Lúc đấy có cả lực lượng công an quận Cầu Giấy, công an phường Yên Hòa tập trung để khám nghiệm hiện trường. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng để bàn tán theo dõi vụ việc đến tận nửa đêm mới xong, ông Hổ nhớ lại. Ông Hổ cho biết thêm sau khi phát hiện thi thể của cô gái trẻ xấu số tối qua, nhiều bạn trẻ thuê phòng tại chung cư mini này đã dọn hết đồ đạc và chuyển đi chỗ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng sống đối diện căn chung cư mini cho biết, nạn nhân là quản lý của căn chung cư này có nhiều vụ dẫn khách đến xem để thuê nhà và hàng tháng đến thu tiền nhà. Hôm mùng 7 Tết, nạn nhân có dẫn một thanh niên đến để xem phòng nhưng sau đó không thấy nạn nhân ra nữa. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân ở một căn phòng tầng 3 của căn nhà, xe máy của nạn nhân vẫn dựng dưới tầng 1. Chị Lê Thị Hương, 37 tuổi, mẹ của cô gái trẻ xấu số chia sẻ. Từ trước đến nay, cháu Linh là người ngoan, hiền, chăm chỉ, không ăn chơi đua đòi. Cháu Linh làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3-4 năm nay. Gia đình cháu Linh làm nông nghiệp, mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11, cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này, từ đó đến nay, chị Hương nói.